Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bài văn khẩn để giúp các bạn trong cái việc là bán đất này, để bán nhà nó được thuận lợi và hanh thông hơn. Nếu như bạn nào mà đã từng theo dõi video trước mà tôi chia sẻ thì có những cái mảnh đất hay có những cái căn nhà mà khó bán, chúng ta hoàn toàn là có thể là áp dụng cách đó là kích hoạt cái cung vị dịch mã để mà giúp cho cái việc bán đất hay là bán nhà nó được thuận lợi hơn, nó được hanh thông hơn. Và trên thực tế thì sẽ có những cái bài văn khấn để hỗ trợ chúng ta trong cái việc này. Thì trong cái việc bán đất hay là bán nhà thì sẽ chia làm hai trường hợp. Cái trường hợp đầu tiên đó là hiện nay là bạn đang ở một cái căn nhà này, tuy nhiên là bạn lại đang muốn bán một cái mảnh đất hay là một cái căn nhà ở cái khu vực khác, thì chúng ta phải khấn như thế nào. Và trường hợp thứ hai đó là bạn muốn bán trực tiếp cái căn nhà mà bạn đang ở, mà trong cái trường hợp đang bị khó bán. Đấy, chúng ta cần phân chia làm hai trường hợp như vậy. Thì đối với lại cái trường hợp đầu tiên thì chúng ta nên khấn như nào? Thì bạn hình dung là nếu như mà cái trường hợp đầu tiên ấy, nếu như bạn đang ở một cái nhà như này và bạn muốn xin khấn để mà bán được một cái mảnh đất hay một cái căn nhà mà ở cái vị trí khác, thì cái điều đầu tiên là bạn nên xin là xin gì? Xin quan thần linh này, xin cộng đồng gia tiên và cộng đồng bà cô ông mãnh ở cái nhà mà bạn đang ở trước. Có nghĩa là chúng ta muốn xin thì đi xin, đúng không, thì chúng ta phải xin tại gia trước. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ cho bạn dễ hiểu nhé. Tức là cái bài văn khấn ấy, thì về thủ tục chuẩn bị thì bạn cũng không cần phải chuẩn bị nhiều đâu, chỉ cần hoa tươi này, quả tươi này, tiền vàng này, đấy, rượu nước trầu cau, như vậy là được thôi, chứ không cần phải mâm cao cỗ đầy gì cả. Thì văn khấn thì bạn hình dung đó là chúng ta khấn là đây là khấn địa. Trên bàn thờ nhà bạn ấy, thì sẽ có ba bát hương, đó là bát hương về quan thần linh, bát hương về cộng đồng gia tiên, bát hương về bà cô ông mãnh. Thì khi mà chúng ta khấn để xin ấy, thì chúng ta phải khấn đó là gì ạ? Nam mô A Di Đà Phật ba lần, đúng không? Đấy, con lạy quan thần linh cai quản số nhà địa chỉ này, bạn đọc cụ thể ra rõ ràng cái địa chỉ, ví dụ như số nhà bao nhiêu, phường xã bao nhiêu, đấy, tỉnh thành phố như nào, thậm chí là Việt Nam, chúng ta phải đọc rõ ràng. Đấy, cộng đồng gia tiên họ, họ ở đây là có nghĩa là họ là cái họ nhà chồng nhé. Đối với họ ở đây là họ, các bạn phải lưu ý là họ là nhà chồng, và cộng đồng bà cô ông mãnh họ là đọc theo họ nhà chồng. Hiện nay con có một cái mảnh đất, có một cái căn nhà ở tại cái địa chỉ này, thì bạn phải đọc địa chỉ cụ thể ra, càng cụ thể bao nhiêu thì mức độ mà chúng ta nhận được cái sự hỗ trợ từ quan thần linh, cộng đồng gia tiên hay cộng đồng bà cô mãnh thì càng cụ thể bấy nhiêu và càng linh ứng bấy nhiêu. Đấy, vì vậy mà chúng ta khi mà chúng ta có một cái vấn đề gì mà chúng ta cần thành khẩn xin thì chúng ta hãy đọc cụ thể. Ví dụ như là cái mảnh đất tại cái địa chỉ này đó, hoặc là cái căn nhà, hoặc là căn nhà ví dụ như là có mấy tầng thì bạn cứ đọc kỹ ra, căn nhà 3 tầng này tại cái địa chỉ này, hiện nay là cái tình trạng đó là căn nhà này hay cái mảnh đất này nó rất là khó bán, có nhiều người đến xem nhưng mà không mua. Đấy, mình nêu rõ lý do ra. Đấy, thì hiện nay thì con chuẩn bị hương hoa quả kính, mong là quan thần linh này, cộng đồng gia tiên, cộng đồng bà cô mãnh hỗ trợ cho con bán căn nhà này được thuận lợi, được hanh thông. Sau khi mà bạn đã làm lễ xin phép ở nhà mình thì sau đó bạn hãy chuẩn bị thêm một cái lễ nữa tại cái căn nhà hay là tại cái mảnh đất mà khó bán đó. Đấy, thì đến đó thì bạn đã chuẩn bị đơn giản thôi, hoa tươi, quả tươi, đúng không, đó, và nước, rượu, đấy, quả cau, lá trầu là được, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và đến đó thì bạn sẽ khấn ai? Đến đó thì bạn sẽ khấn là quan thần linh này cai quản cái ngôi nhà, cai quản cái mảnh đất đó. Đấy, có nghĩa là chúng ta phải xin từ ở nhà chúng ta trước, thì sau đó thì chúng ta mới đến cái khu vực mà cái vị trí mà muốn bán. Ví dụ như là ở đó có nhà thì bạn có thể là bày một cái bàn ở vị trí khu vực là ở giữa nhà, sau để các cái lễ vật lên và chúng ta đọc bài văn khấn. Ngoài ra thì nếu như mảnh đất thì các bạn nên bày ở trên cái mảnh đất của các bạn, thì các bạn khấn cụ thể nhé. Các bạn lưu ý là càng cụ thể bao nhiêu thì càng linh ứng bấy nhiêu. Thực ra cái nội dung bài văn khấn ấy, như bạn nào cần thì có thể là nhắn cho tôi sẽ gửi đầy đủ cho, bởi vì tôi có một cái bài văn khấn soạn đầy đủ rồi, rất là chi tiết và kỹ lưỡng. Đấy là cái trường hợp thứ nhất. Đấy, trường hợp thứ hai là gì ạ? Trường hợp thứ hai là nếu như bạn muốn bán cái ngôi nhà mà bạn đang ở trên cái ngôi nhà đấy
thì chỉ cần một lần mình chuẩn bị lễ vật thôi, có nghĩa là bạn khấn luôn ở trên bàn thờ đấy, cộng đồng quan thần linh cai quản cái số nhà cái địa chỉ này này, cộng đồng gia tiên, cộng đồng bà cô mãnh phù hộ cho con bán cái ngôi nhà này được thuận lợi, được hanh thông đấy, thì có nghĩa rằng là cái trường hợp thứ hai thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị một lễ thôi đấy, và chúng ta thành tâm thì chúng ta xin phép thì sẽ nhận được cái sự hỗ trợ từ phía quan thần linh, cộng đồng gia tiên và công mãnh. Có nghĩa là bạn hình dung là khi mà các bạn có một cái việc gì đó thì chúng ta cứ thành tâm, chúng ta lên bàn thờ chúng ta thành tâm chúng ta xin, nó rất là vi diệu. Nhiều khi là chúng ta không nói đúng không thì chẳng ai biết đâu mà hỗ trợ chúng ta. Tuy nhiên là nếu như chúng ta có một cái việc gì thì các bạn cứ thành tâm, các bạn lên trên bàn thờ các bạn xin. Thậm chí là rất đơn giản, như ngày mai bạn có một cái chuyến đi xa, đi công tác hay là đi đâu đó xa nhà đấy, mà chúng ta cần một cái sự hỗ trợ từ phía quan thần linh hay cộng đồng gia tiên bà cô mãnh nhà mình, thì các bạn lên bàn thờ bạn thắp hương thôi. Chỉ cần thay nước trên bàn thờ, thắp hương đơn giản bình thường thôi đấy, các bạn khấn các bạn xin thì cái quá trình các bạn di chuyển nó rất là thuận lợi may mắn. Có thể rất nhiều bạn không tin vào cái điều này đấy, tuy nhiên là khi mà bản thân chúng ta có những cái nguyện cầu mà chúng ta nói ra thì chúng ta sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ, sẽ nhận được chính những cái sự trợ giúp từ phía quan thần linh cũng như là gia tiên nhà mình, bà cô mãi nhà mình thì sẽ hỗ trợ chúng ta cho mọi việc nó thuận lợi hành thông hơn. Đấy, ngoài ra thì trong video trước đúng không, tôi đã chia sẻ với các bạn, nếu như các bạn có thể kết hợp là kích hoạt thêm cái cung vị dịch mã ở trong cái căn nhà, có nghĩa đặt một cái chú ngựa đá tại cái cung dịch mã, cách xác định như nào thì trong video trước tôi đã trình bày rất là rõ rồi, thì các bạn có thể kết hợp thêm đặt một ngựa đá tại cung vị dịch mã, thì như vậy cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc mà bán đất bán nhà nó được thuận lợi hơn và được hanh thông hơn. Đấy thì trong video hôm nay thì có bạn hỏi như vậy, thì nhân tiện tôi làm video để mà chia sẻ cũng như là giải đáp cho các bạn về cái vấn đề này. Nếu như bạn nào mà cần văn khấn ấy, mà để có thể hỗ trợ cho cái việc bán đất bán nhà nhanh hơn thì hãy nhắn cho tôi qua Zalo, thì tôi sẽ gửi cho các bạn cái bài văn khấn đầy đủ để hy vọng rằng các bạn có thể là bán được những cái mảnh đất hay bán được những cái căn nhà mà hiện nay là chúng ta lâu rồi chưa bán được. Thế tuy nhiên các bạn cũng cần phải lưu ý nhé, cái yếu tố thị trường là yếu tố rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì mình cần phải xem xét xem là cái giá bán của mình đã hợp lý hay chưa này, cũng như là cái nhu cầu thị trường ra làm sao, như thế nào. Nếu như cùng một cái mảnh đất hay một căn nhà mà rất là nhiều người vào xem mà mãi mà họ chưa mua, hay là mặc dù mình bán rất là rẻ rồi mà vẫn mãi chưa có người chốt, thì khi đó thì bạn nên kích hoạt hay là bạn nên có những cái bài văn khấn để xin phép nhận được thêm những cái sự hỗ trợ từ gia đình nhà mình. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.